Rồi, kính thưa quý vị, phía trước quý vị chúng ta thấy đây là cái hình ảnh của ngọn núi Sam, một trong những cái ngọn núi rất là nổi tiếng nằm trong cái vùng Thất Sơn, gắn liền với những cái khu du lịch tâm linh, chẳng hạn là có chùa Tây An Cổ Tự, rồi thứ hai nữa là miếu Bà Chúa Xứ, một trong những cái điểm hành hương lớn của người Việt Nam chúng ta. Hàng năm thì đối với lễ hội miếu Bà Chúa Xứ được xem là một trong những cái lễ hội lớn, cho nên là thu hút cái số lượng khách về đây là khoảng hơn 2,5 triệu lượt khách, và lễ vía bà hàng năm được tổ chức vào khoảng từ 23 đến 26 tháng 4 âm lịch hàng năm. Và trên núi đây thì sẽ có nhà người dân sinh sống nè, một phần nữa là những cái di tích miếu mạo nhỏ do bà con ở đây xây dựng lên để mà thờ tự. Và đây là một cái vùng nước đã lên cao quý vị, bây giờ lại đang giai đoạn là buổi chiều đây, khoảng hơn 4 giờ chiều, và chúng ta thấy một cái không gian rất là thú vị giữa cái vùng Tứ Giác Long Xuyên. Và đi thẳng ra một chút xíu thì quý vị chúng ta sẽ bắt gặp được hình ảnh của cung kinh Vĩnh Tế, đây gần ngay chỗ cái trụ anten là cái hướng mà chúng ta sẽ ra đến cung kinh Vĩnh Tế. Đây là những cái khu rừng tràm nhỏ ha, trong cái khuôn viên của khách sạn Bến Đá Núi Sam. Chúng ta cùng qua bên đây. Bên kia là cái đoạn đường nhỏ đi hướng đi vô của thành phố Châu Đốc. Đây, không gian buổi chiều rất là thú vị. Thường trước đây khi mà khách lưu trú tại khách sạn thì sẽ có chương trình đi tham quan làng Chăm, tham quan cái làng nuôi cá bè trên sông Châu Đốc, thì thường là sẽ khởi hành tại khu của khách sạn Bến Đá trên chiếc du thuyền thế này. Đó. Thì sau đó chúng ta sẽ di chuyển hơn một tiếng đồng hồ quý vị, dọc theo ra hướng con kênh Vĩnh Tế ha, một trong những con kênh lịch sử, và sau đó chúng ta sẽ ra gặp đến cái ngã ba sông Châu Đốc và sẽ đến khu của làng Chăm, rồi quý vị chúng ta sẽ đi tham quan những cái nghề truyền thống tiêu biểu. Ở đây là có nghề dệt của người Chăm ở cái vùng Châu Phú, rồi người Chăm ở Châu Giang, và kèm theo đó là tham quan những cái thánh đường Hồi giáo nổi tiếng, bởi vì An Giang là một trong những cái địa phương khá là đặc biệt. Nơi đây có 4 cộng đồng dân tộc anh em sinh sống, gồm có cộng đồng người Việt, người Hoa, người Chăm và người Khmer, cho nên nó đã tạo nên một cái bản sắc văn hóa rất là đặc trưng của cái vùng biên giới. Vì chúng ta thấy là buổi chiều rất là nên thơ. Đây, cái ngay hướng kia tên là cái hướng ra cung kinh Vĩnh Tế, và xa xa chút xíu một đoạn thôi. Bởi vì từ ngay cái đoạn quý vị chúng ta thấy ở đây qua bên kia gần biên giới là khoảng gần 3 cây số thôi. Cho nên cái giá trị khi mà cụ Thoại Ngọc Hầu cho đào cung kinh này rất là lớn. Ngoài cái giá trị là đường giao thông, còn có cái giá trị về an ninh quốc phòng, và đặc biệt là trong thời kỳ nhà Nguyễn đang đặt kinh đô ở Phú Xuân, mà về tận cái vùng biên cương ở Tây Nam xa xôi như vậy thì cần rất là nhiều những cái vị quan có cái tâm, và thứ hai nữa là với cái tầm nhìn chiến lược đã xây dựng những cái công trình tiêu biểu cho triều đình những cái vùng biên ải này, để mà cho người dân, đặc biệt là cộng đồng người Việt đến một cái vùng đất mới họ yên tâm sinh sống và có cái sự che chắn bảo vệ của triều đình. Rồi, chúng ta kết thúc chương trình tại đây. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.